Đây các bạn, vườn cổ Huế. Cổ Huế. Cổ Huế nó đặc điểm là màu hồng nhưng mà ở trong nó sọc, sọc trắng. Cổ Huế nó nhiều khi hay nhầm với lại chị không phải lo quế. Vấn đề đấy đâu. Nó bây quế giờ son. Chị đăng ký luôn. Quế. Nhưng mà hồng quế thì nó không thơm. Hiếm hơn và đắt tiền hơn. Đây, mình nói thêm về cái sọc. Sọc thì quan sát kỹ ở trong vườn nhụy thì các bạn có thể sẽ thấy được cái sọc hơi trắng trắng của Huế. Sọc trắng đặc điểm nó thế và có mùi hương quế thơm, không như là quế, không như là quế. Đây là cây cổ Huế này. Nắng quá quay nó không được đẹp. Cổ Huế thơm nữa. Cổ Huế thơm. Chị ơi, cho em quay nhờ mắt.